Huấn luyện viên Diego Justozy muốn Futsal Việt Nam cải thiện hơn. Huấn luyện viên Justozy bày tỏ sự hài lòng về các học trò sau chiến thắng 5-1 trước Hàn Quốc, nhưng cho biết ông cùng cầu thủ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nhau và sẽ cải thiện, hướng đến chiến thắng tiếp theo. Hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi đội tuyển Futsal Việt Nam vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 5-1. Nhưng huấn luyện viên trưởng Diego Justozy vẫn muốn đội hoàn thiện hơn ở trận gặp Saudi Arabia sắp tới. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Diego Justozy bày tỏ sự hài lòng về các học trò sau chiến thắng 5-1 của đội tuyển Futsal Việt Nam trước đội tuyển Futsal Hàn Quốc trong trận ra quân ở bảng D, vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Ông cho biết, tôi hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Rõ ràng, trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và đây là một chiến thắng không hề dễ dàng. Các học trò của tôi hôm nay phòng ngự và tấn công đều rất tốt. Tôi vui vì đội thắng và hài lòng về cách mà họ thể hiện. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam cũng nhắc đến điểm cần cải thiện của đội tuyển Futsal Việt Nam. Ông chia sẻ, mỗi trận đấu sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác. Saudi Arabia với một vị thuyền trưởng khác, những cầu thủ khác với Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đội bóng hoàn toàn khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi sẽ thể hiện thế nào. Tôi hài lòng với cách mà các học trò chơi khi có bóng và kể cả không bóng. Trận đầu tiên ở bất cứ đấu trường nào cũng đều khó khăn, nên chúng tôi vẫn cần cải thiện nhiều điểm. Đây là trận đấu chính thức ở một giải đấu lớn của tôi cùng đội tuyển Futsal Việt Nam. Tôi và cầu thủ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nhau. Chúng tôi sẽ cải thiện và hướng đến chiến thắng tiếp theo. Đánh giá về đối thủ Saudi Arabia, huấn luyện viên Diego Justozy cho biết, giành chiến thắng trước đội tuyển Futsal Nhật Bản là một điều không dễ. Đây là một thành tích rất xuất sắc của họ. Tôi và huấn luyện viên trưởng của Saudi Arabia từng có nhiều lần đối đầu khi cả hai còn thi đấu. Chúng tôi khá hiểu nhau nhưng lần này với một vị trí khác. Nếu họ có thể thắng Nhật Bản, họ hoàn toàn có thực lực và là một đội bóng lớn. Trước đó, tối ngày 28 tháng 9, theo giờ Việt Nam, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc trong trận ra quân vòng chung kết Futsal châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait. Đội tuyển Futsal Việt Nam được đánh giá cao hơn khi đứng 40 thế giới còn Hàn Quốc xếp hạng 74. Trước khi bắt đầu giải đấu, các chuyên gia bóng đá cho rằng tại bảng D, Nhật Bản gần như chắc chắn với ngôi đầu. Trong khi tập vé đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Futsal Việt Nam, Hàn Quốc và Saudi Arabia.